知，向前向后向右向左，你也始终石万年。抱住对住勾下手指，只要只要得我中意，有事冇事笑住去讲大志。算我未够瘦，自问热情亦搭救，永无知正伴你痛处走。西街大变奏，昨日为村战友，唇破世间罕有。最用自于心头，付出所有。这路有九九，咪太早透。你寄望抢风头，赢取报酬。挥发能量大宇宙。雷雨寒其实不怕流，危险关头。只要你这位痴心友陪住我身边走够。企定坐定摆个 pose。都会跟我感觉一致，向前向后向右向左，你也始终 stand by me。抱住对住勾下手指，只要只要得我中意，有事冇事笑住去讲大志。我变态啊！永姑，阿童龙瓦蛋，叫他接待你。姑，燕燕，燕啊，燕啊，你别来哩，这个玩意儿都，你别来。都够惊啊，叫他接待你。燕。呀，bên ngoài mưa lớn như vậy, hình như Darling không có đem theo dù. Cô làm ơn gọi xe mi đi, đừng có dừng giới hạn. Darling của anh cũng là Darling của em mà. Không phải đâu Như à. Tôi đã nói chia tay không dù lần rồi. Chúng ta chia tay đi. Hiểu lầm là không phải đâu. Đi đi. Không phải như vậy đâu. Không đi phải đi. Đâu. Anh đã nói là không phải mà. Hiểu lầm. Tôi chính mắt thấy anh đánh Tư Tư đó. Không được rồi. Đánh phụ nữ thì không có được. Anh còn lột đầu tóc giả của Tư Tư ra nữa. Không phải đâu. Chứ không phải như vậy mà. Phải. Anh đã đánh cổ một bàn tay. Vậy em có biết là chuyện đó. Cô đi rồi. Cô nói dối. Tất cả đều là giả. Vậy còn anh. Anh nói là không thân với cô. Tối ngày Hồng Kông trao trả. Anh và cô đã làm chuyện gì? Cho dù giữa hai người đã là chuyện quá khứ, nhưng giờ rồi tôi thấy anh như vậy, tôi đã hoàn toàn thất vọng về anh rồi. Không phải đâu. Em có biết là vừa rồi cô nói gì vô tai của anh không? Cô thật sự rất là ghê gớm. Tôi mặc kệ anh không muốn gặp Tư Tư tới mức nào. Sự xuất hiện của cô khiến anh ngại ngùng tới đâu đi chăng nữa, cô bị bệnh mà. Cô và anh từng có một mối tình. Sao anh có thể máu lạnh không tới như đâu. Vậy chứ? Không phải đâu. Cô không có. Cô nói dối đó. Cuối cùng tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh rồi đó. Không phải đâu. Kết thúc rồi. Không phải đâu. Nè, người ta đã nói kết thúc rồi. Cậu là đàn ông tỏ ra có chút phong độ đi được không? Không phải đâu. Chứ ngẫu à, chị để tôi giải thích cho cậu. Đã lên nói vậy, cậu nghe không rõ sao? Tránh ra. Tôi không tránh đường. Tránh ra đi. Tôi không có tránh ra đâu. Ông giỏi lắm. Ông giỏi lắm. Không biết ông có bị bệnh gì không nữa. Lúc nào cũng muốn chia rẽ chúng tôi. Bây giờ con gái của ông không có người yêu nữa. Tốt rồi. Bây giờ chúng tôi đã chia tay. Ông có thể đi trả lễ được rồi. Ông có thể ngủ ngon rồi đó. Ông đi mơ một giấc mơ đẹp đi. Em đã nói là em làm việc anh có thể yên tâm. Họ chia tay rồi đó. Tại sao bất chợt tim của tôi hơi khó chịu? Em đưa anh đi khám bác sĩ. Có phải tôi thất đức lắm không? Thất đức thì bác sĩ không có trị đâu. Đã lên à, sao ăn cơm vậy? Hôm qua có 4 con chó bị viêm ruột, 3 con mèo té gãy chân. Cả phòng khám nồng nặc không khí ảm đạm, giống như là ngày tận thế vậy. Trời, ngày mai còn có 6 con chó có hẹn chà răng, 7 con chó đến ngày chích thuốc ngừa. Cô còn phải chuẩn bị làm phẫu thuật cho Rocky nữa. Không biết thần tài có giống như lần trước là nhõng nhẽo không chịu uống thuốc hay không nữa đó. Ba đừng có cản đường con còn nhiều việc phải làm lắm. Ngày mốt nữa rất bận đó. Chết rồi, không có đủ thời gian. Khoan đã, con có biết là con khi cái bao thứ ăn đó đi tới đi lui nhiều lần rồi hay không vậy? Đúng rồi. Người nuôi chó phải suy nghĩ cho rõ ràng là mình thích giống chó nào, giống chó đó thích ăn loại thức ăn gì, có những thói quen gì, còn phải chuẩn bị sẵn tâm lý, như vậy nuôi chó mới được vui vẻ, tuyệt đối đừng có nuôi rồi mới hối hận. Giống như chó nghiệp vụ vậy, loại chó sói nặng 3 kg, nhìn bề ngoài có vẻ rất oai phong dữ tợn, nhưng mà thật ra trong lòng nó thì sao? Khi thấy người lạ, thì 4 chân của nó rung cầm cập lên luôn đó. Còn giống chó chihuahua nhỏ xíu, tức là dễ bị ăn hiếp, nhưng nó có thể con cắn người ta chính là nó. Chó và người có nhiều chỗ cũng như nhau. Biết người biết mặt mà không có biết lòng. Không hợp thì không hợp.
Miễn cửa bên nhà cũng không có hạnh phúc đâu. Tại sao vậy? Không có gì để nói hết. Darlene à, con đừng có như vậy, Lulu luôn đau lòng lắm. Từ từ khùng. Đồ đàn bà biến thái, đồ lừa đảo. Tôi nhất định phải cho người cả thôn thấy được bộ mặt thật của cô. Ngay cả tóc cô cũng cạo hết. Lần này cô Cung và Sammy không chia tay cũng không được rồi. Chiêu này của cô đúng là tuyệt đó. Cho dù không dùng chiêu này, sớm muộn gì họ cũng chia tay thôi. Tôi chỉ không muốn để cho Sammy kéo dài thêm mấy ngày, làm tôi không thu được 500 ngàn. Cô đã dứt khoát như vậy thì tôi cũng nên mau mắn. Nè, đây là 1 triệu. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi, có thể rời khỏi thôn Trường Thắng. Một là cô ghi lại tờ giấy nói là cô đã ra đi. Hai là tôi và cô cùng thống nhất nói là tôi đã thấy cô đi. Tôi không đi nhanh như vậy đâu. Cô đã nhận tiền rồi còn ở lại để làm gì nữa chứ? Làn da của tôi đẹp thế nào? Đẹp lắm có phải không? Đẹp, rất đẹp. Giống như trứng lục vỏ vậy. Nhưng mà cũng không lý nào. Ảnh nói cổ trẻ hơn tôi, lại đẹp hơn tôi, nước da cũng trắng hơn tôi. Mọi người nghe tôi nói đi. Cái cô Tư Tư đó không có bị bệnh ung thư đâu. Cô chỉ là đang đóng kịch để gạt mọi người mà thôi. Mọi người đừng có tin cổ. Không tin á thì mọi người cứ hỏi Dũng Phát đi. Dũng Phát cũng biết nè. Đúng rồi, tôi có thể làm chứng. Cậu Cung và cô gái đó đã hết tình cảm từ lâu lắm rồi. Người đàn ông nào khi ăn xong cũng nói câu này hết mà. Đúng rồi. Anh Cung mà, cô gái đó đã có con với anh đối xử với cổ vậy, bọn em làm sao bên anh được chứ? Mày không có tình với Tư Tư thì người ta cũng có ý với mày mà. Sư phụ, nữ. Sư phụ ra tay hơi nặng đó. Dù gì cổ cũng là một cô gái nặng chưa tới 40 kg mà làm gì thì đánh một bàn tay làm cho người ta phải quay vòng vòng luôn đó. Cậu làm tổn thương người ta như vậy đúng là giết người không thấy máu. Đồ cái thằng chết tiệt. Uổng cho tao cô nhi quả phụ nuôi mày khôn lớn tới chừng này, mày lại đi làm ra những chuyện thất nhân thất đức như vậy. Mày có hổ thẹn với tao không hả? Đi cả má cũng tin người đó, má không chịu tin con. Lần này má cậu làm rất đúng, đại nghĩa diệt thân. Nè, đủ rồi đó, chú Sướng. Trước giờ con không muốn nói chú đâu. Lần nào thôn Trường Thắng xảy ra chuyện, chú luôn giống như là cỏ mọc ở trên tường vậy. Hả? Gió thổi lần nào là nghiêng qua đó. Làm gì nói ba tôi vậy? Thì ổng luôn nghiêng qua nghiêng lại đó mà. Bây giờ tôi hỏi anh đó. Tôi không nghe, không nghe, không nghe, không nghe. Bây giờ tôi đi tìm Như đây. Đứng lại. Căn cứ theo lệ lạc của thôn Trường Thắng, ở chương 156, điều thứ 7, hàng thứ 9, hễ là quan hệ xong rồi bỏ, bất luận là nam hay nữ đều bị ngâm lòng heo. Vậy có cần đem lòng heo ra không? Không cần đâu. Ông chú Bảy, sao ngay cả ông cũng như vậy chứ? Mọi người ai cũng bị ma làm mờ mắt rồi. Này 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 này, 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 rõ ràng. Lưu Lưu, cái gì vậy? Lát nữa gọi lại cho anh nha. Nước axit. Còn có thuốc diệt chuột nữa. Những thứ này nguy hiểm lắm đó. Có bỏ cũng phải bỏ xa nhà một chút. Không phải của tôi, không rõ nguồn gốc. Những thứ này từ đâu xuất hiện vậy? Trong thùng rác á. Không phải của em nha. Anh không thích ăn bánh bông lan cho nên em không có học. Thôi chết rồi. Bông lan độc. Em có đọc qua cuốn hướng dẫn giết người không tiếng động. Trong đó giới thiệu dùng chuột làm bánh bông lan, còn dùng axit để làm rã xác ra nữa đó. Tiểu thuyết chỉ là tưởng tượng thôi. Ai có mối thù sâu nặng với ai chứ? Thôi tiêu rồi là Tư Tư. Tư Tư thì làm sao? Hôm nay em đã trả hết tiền cho cổ, kêu cổ rời khỏi đây. Nhưng cổ nói là có ân oán cá nhân phải giải quyết tạm thời không đi. Nhận tiền rồi mà không chịu đi hả? Anh cũng thấy lạ có phải không? Còn nữa nha, trước khi đi còn lầm bầm ở trong miệng, tự nói với mình cái gì trắng hơn cổ, đẹp hơn cổ, chả trách Cung lại thích như vậy. Thôi rồi cổ còn gọi điện thoại mượn nhà bếp của em, nói nào là lò nướng của chị Bình hư rồi. Chẳng lẽ cô quá nhập vai? Chết rồi, chắc chắn là cô muốn đối phó với Đà Linh. Phải làm sao? Được rồi, tôi biết rồi. Hiền Lạc nói nó cùng Tư Tư lên núi bắt chó lang thang rồi, không có phòng khám. Chà, bình thường lên núi bắt chó chỉ có Martino đồ, có ăn bánh bông lan như vậy đồ. Hôm đó tôi nghe nói là cô thích ăn bánh bông lan phô mai. Tôi có thời gian cố ý làm cho cô ăn.
Ăn thử đi. Được. Mặt của cô còn đau không vậy? Anh Cung đối xử với cô như vậy. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Mau ăn bánh đi. Nếu không nó chảy ra hết á. Đồ bệnh cô đồ. Đẹp hơn ta hả? Trắng hơn ta hả? Tao hủy dung mạo của ngươi xem ngươi còn đẹp nữa không? Đẹp nè, đẹp nè, đẹp nè, đẹp nè. Ngươi còn đẹp nữa không? Không phải là chó. Trời, xin lỗi nha. Không có sao đâu. Cô khát nước rồi, để tôi lấy nước cho cô uống nha. Là mùi gì vậy? Cô điên rồi. Chạy. Muốn chạy hả? Thả tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Nhanh lên. Buông tôi ra. Nè, đừng sợ nha, cô bị điên đó. Cô Tư bị mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt và còn có khuynh hướng tự hành hạ. Cô không phải từ nước ngoài về sao? Cô đúng là từ nước ngoài về, nhưng mà vì người nhà của cô làm ăn thất bại nên về đây trốn nợ. Không lâu sau thì chồng sắp cưới của cô có mối tình khác. Cô không thể nào chấp nhận được nên đã bị đả kích lớn, vì vậy mà thần kinh có chút vấn đề. 10 năm trước con của cô bị chết yểu, chuyện này có phải cũng đã ảnh hưởng đến cô hay không? Bác sĩ đã kiểm tra cho cô không những không có bị ung thư mà chưa từng có con nữa. Vậy là anh Cung không có nói dối rồi. Cô gái đó đúng là kẻ lừa đảo đó. Cô đừng lo, chúng tôi đã đưa cô đến phòng bệnh của khoa thần kinh giam cô ở đó rồi. Chúng tôi còn muốn truy cứu chuyện này nữa. Thật ngại quá. Anh làm thám tử tư kiểu gì vậy? Tôi nhờ anh tìm người giùm tôi. Anh tìm một người điên về. Bà điên đó còn dùng nước axit bỏ thuốc chuột, chút nữa là gây án mạng rồi đó. Trình độ phục vụ tệ kiểu đó, anh đừng hòng tôi tìm anh nữa nha. Còn nữa, tôi giữ lại quyền lợi kiện anh ở hiệp hội tiêu dùng. Chị Nga, tại sao chị lại làm như vậy chứ? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi nha. Là Lulu nói đó. Anh nói đó. Xin lỗi đi. Ba không ngờ là chị nói đại mà chân ngỗng lại đi nghiêm túc như vậy. Sao chị không nghiêm túc cho được chứ? Chị yêu ba mà. Nhưng mà tôi làm như vậy có phải là phạm pháp không? Nếu nói phạm pháp thì không có. Nhưng vì theo đuổi sếp Lulu mà chị dòng một dòng lớn như vậy thì... Cũng may mọi người không sao hết. Vậy thì bỏ đi. Phải rồi. Thôi bỏ đi. Phải rồi, bỏ đi, bỏ đi. Alo, Thiên Hữu hả? Dép kẹp băng bó thuốc có thể xuất viện rồi phải không? Được, còn chờ lát nha. Đại Linh có muốn nói vài câu với dép kẹp không vậy? Đại Linh. Vết thương em của có... anh. Anh đỡ hơn chưa? Anh đều có sao? Ê, đàn ông con trai, chỉ có chút nước axit thì làm được gì anh chứ? Em coi, tháo băng ra là được rồi. Mang thêm đôi dép kẹp để che lại. 2-3 ngày sau là không có gì hết, em khỏi phải lo. Trả lại cho anh nè. Trả lại dép kẹp cho anh làm gì? Chúng ta đã chia tay rồi thì không nên giữ lại đồ của anh nữa. Như à, em cũng biết cô Tư Tư đó bị điên mà. Thần kinh của cô có vấn đề. Cô nói nhiều lời dối trá như vậy, bây giờ đã rõ ràng hết rồi. Không phải chúng ta nên làm lành lại sao? Như à, có phải em còn nhớ những lời cô nói không vậy? Nè. Phải, anh thừa nhận là trước đây anh và cô đến với nhau đã từng xảy ra một số việc, nhưng mà lúc đó hai người còn rất trẻ con, hơn nữa cũng đã qua rồi. Nhưng quan trọng nhất là lần này cô cố ý về đây để chia tay chúng ta, em có biết hay không vậy? Em biết chứ, em biết Tư Tư làm nhiều việc giả dối. Em biết việc cô có con với anh là giả, cô nói mình bị ung thư cũng là giả. Nhưng cô đích thực là có một mối tình với anh, cô thực sự từng thật lòng với anh, bất luận cô thay đổi cỡ nào, em thật lòng không thể nào chấp nhận được. Anh mở miệng ra nói cô là bà điên, là đàn bà xấu xa, còn tát cô một bạt tai. Bây giờ cô đã bị tâm thần. Em hãy bình tĩnh lại đi, em có biết là cô đã nói gì với anh hay không? Anh còn tiếc là tát cô có một bạt tai. Anh thấy tát cô có một bạt tai chưa đủ nữa đó. Tát một bạt tai cũng còn chưa đủ. Có phải người ta nói những câu anh không thích nghe thì anh đánh người ta chứ gì? Cô không phải nói anh mà là nói em đó. Nếu tôi nói chuyện xấu của anh cũng sẽ đánh tôi, chửi tôi, có đúng không? Tôi cho anh biết, tôi chê anh đó. Bây giờ tôi muốn chia tay với anh. Vì anh không biết chữ, không tiền, không tên, không tuổi. Anh không có tầm nhìn xa, không có tương lai, không giàu có. Anh chỉ biết mang dép kẹp và buôn ăn bám người khác. Sao vậy? Tôi là vậy đó. Tôi xem thường người khác vậy đó. Tôi là người ngang ngược, hỗn xược vậy đó. Anh muốn đánh tôi phải không? Có phải muốn đánh tôi hay không? Em làm cái gì vậy? Điên rồi sao? Thì không lại nói lung tung. Tôi hiểu rồi.
Đàn ông đều cho rằng phụ nữ thì phải nghe lời đàn ông, không được cãi lại, không được ngăn ngược hống hách, thậm chí cho rằng phụ nữ không đáng để tôn trọng. Tôi biết anh là người như vậy, tôi thật không thể nào thay đổi được anh. Em không thích anh như vậy, anh sẽ sửa, anh sửa lại mà. Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Anh giữ như vậy, cho dù tôi cố gắng cách mấy để làm anh thay đổi, chỉ cần bị kích thích, anh cũng sẽ trở lại như cũ mà thôi. Anh không như vậy đâu. Đủ rồi. Đừng có nói nữa. Chia tay. Như à? Em bị trật ngón chân cái rồi. Để tôi bẻ lại cho. À, được. Lưu Lưu, bà nói đúng lắm. Con vốn không thích hợp mang dép kẹp. Cô làm gì vậy? Anh gọi em hả? Đúng rồi, vô đây đi. À. Sao? Cô làm gì vậy? Em làm nhân viên báo an ngoài giờ cho anh. Sao tối vậy rồi anh vẫn chưa ngủ? Vậy còn cô? Em rây rứt quá nên ngủ không được. Vừa nhắm mắt lại là thấy Darling nói chia tay với cậu Cung. Em còn nghe được tiếng khóc của con gái nữa đó. Còn dám nói nữa, cũng tại cô mà sự việc đã nông nổi này. Nè, anh nói là sau khi chia rẽ chúng thì chúng ta có thể gì gì đó mà. Anh nói như vậy đương nhiên em phải hành động rồi. Ai biết cái lời tôi như vậy? Vậy em yêu anh mà. Được rồi, câu này để dành bên cạnh mình đi. Lúc đầu nói chia rẽ họ, bây giờ lại làm giống như là em là bà phù thủy vậy. Làm những chuyện hiểm độc, ma cũng là anh, thần cũng là anh à. Tôi không vui nhất là thấy ba hồn Darling mà không thấy bảy vía của nó ở đâu. Nè, em mời đạo sĩ về cho anh, gọi hồn của Darling về, vậy là được rồi. Cô nhiều tiền lắm hả? Ừ, cũng khá. Cho tôi 200-300 triệu để làm tôi vui đi. Em không có nhiều tiền mặt như vậy, sáng mai khi ngân hàng mở cửa em sẽ kênh dĩ đi lấy đem tới. Bây giờ không có thì khỏi nói nữa. Đừng lo, em sẽ mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất thành phố đuổi đi nỗi ám ảnh thất tình trong lòng của Darling, không tốn tiền nhiều lắm đâu. Tao đã không được gặp cổ 3 ngày nay rồi. Tao rất muốn biết hàng ngày cổ làm những gì. Tao muốn biết có phải hàng ngày cô vẫn ăn mì gói thay cho bữa ăn sáng không? Hàng ngày mặc đồ gì đi làm? Có vui không? Tối ngủ có ngon không? Tao muốn biết hết mọi việc. Giang à, mày có nghe không? Tao muốn biết hết mọi việc. Mày theo tao từ trạm xe buýt ở cửa thôn, đi theo tới tiệm tạp hóa, rồi theo về phòng khám. Mày đi theo đủ chưa vậy? Mày đi theo nữa cũng vô ích thôi. Bọn tao không thể nào đâu. Đôi dép kẹp nhà mày á, có tư tưởng gia trưởng, thờ ơ cẩu thả, háo sắc thô tục, tự cho mình đúng, không biết tiến thủ. Đối với bạn bè thì trọng nghĩa khí, trọng tình trọng nghĩa, không chấp việc nhỏ, tỉ mỉ. Nói tóm lại là bọn tao không có hợp nhau. Tao không thể nào chấp nhận anh đối xử với Tư Tư như vậy được. Tao biết làm vậy sẽ khiến mày buồn, nhưng mà tao cũng rất là đau lòng. Đau dài chỉ bằng đau ngắn, mày có hiểu không? Vậy cũng tốt. Sớm cởi bỏ đôi dép kẹp đó ra, vậy thì tao sẽ có nhiều thời gian chăm sóc cho mày hơn. Alo. Con coi con đó, làm cho nguyên cái bàn toàn là rác không? Nè nè nè, má. Nè. Má, đi không phải là rác, không được bỏ những thứ này. Để lại làm gì? Những thứ này là của Như. Nè, chén canh này là Như uống hồi sáng hôm qua. Ly mì này là cô ăn hồi tối qua. Còn những bao khoai tây chiên đều là cô ăn hết đó. Giữ lại làm gì? Có ích gì đâu chứ. Cô giữ không được con người của cổ thì giữ lại đồ đạc của cổ. Có phải không? Rốt cuộc con muốn đày đọa mình bao lâu nữa vậy? Kệ cậu ấy đi. Cứu luật người này chỉ phí công sức thôi. Chỉ nói nhiều thì nó cho là lôi thôi, không có đáng để giúp đâu. Tôi không có nói sai. Mọi người nhìn coi, không giống đóng sình cũng giống như đóng phân vậy đó. Không biết là giống cái gì nữa. Cũng may Lê Linh bỏ đi sớm, nếu không sống chung chắc chắn xui tới 10 kiếp luôn. Ông yên tâm đi, tôi có xui xẻo 10 kiếp hay không, không đi qua tới ông.
Tôi nghĩ cái gì cũng không bắt mớ tới ông. Tôi muốn làm gì ông cũng không có biết đâu. Hey, tôi không biết. Người cả thôn ai cũng biết. Cậu Phát cố ý để lại hai thùng bia cho cậu mượn rượu giải sầu. Thiên Hữu cố ý xin nghỉ hai ngày để ở bên cạnh cậu. Chị Bình thê thảm nhất, không còn lý trí, sắp phát điên lên luôn rồi. Họ vì cái gì chứ? Cũng là vì muốn cho cậu biết còn có rất nhiều người lo cho cậu. Còn cậu thì sao? Dùng thái độ như vậy báo đáp cho họ đó hả? Tôi dùng thái độ gì hả? Tôi dùng thái độ gì để báo đáp đây? Tôi cho biết không phải ông ở đây gây chuyện thì bây giờ tôi đã ở bên như vui vẻ biết mấy. Ông còn nói nhiều như vậy làm gì? À, phải rồi, ngủ dậy rồi sẽ hết chuyện thôi đi. Không cần đâu, Thiên Hữu ta không buồn ngủ. Được rồi, mày về trước đi. Mày về trước đi, ngoan. Tôi tới đây không phải là muốn dạy đời cậu đâu. Cậu muốn tự sa ngã, vậy thì chúc mừng cho cậu, đạt được mục đích rồi. Cậu muốn chết cũng được, không ai có thể cản trở. Chỉ cậu cũng được làm cho mọi người đều lo lắng cho cậu nha. Cảm ơn ông đã quan tâm. Tôi không có muốn đi chết. Có điều, dù có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới ông. Thất tình không phải lớn nhất đâu. Đừng tưởng cậu quốc ức đau khổ, để cho cậu biết đó. Sếp lưu lại cho anh thời gian đi. Im miệng đi. Tôi cho cậu biết, người khổ nhất vô tội nhất không phải là cậu mà là chị Bình nè. Tôi khẳng định trái tim của chị bây giờ đã bị đóng băng trong tủ đá rồi. Cậu có cảm nhận gì hay không vậy? Cái gọi là mẹ sanh không bằng mẹ nuôi dưỡng. Chị Bình ngậm đắng nuốt cay nuôi con giúp người ta khôn lớn, đặt tất cả hy vọng lên người của cậu. Xin lỗi chị Bình, hy vọng của chị tan thành mây khói rồi. Đây chính là kết cục của lòng tốt của chị đó. Chị có cảm nhận gì không? Sai rượu của ba phần tỉnh, tôi biết cậu nghe được mà. Cậu hãy nghe cho rõ đây. Cậu hãy giữ lại bộ dạng đó cho má ruột của cậu xem đi. Thằng quỷ nhỏ, con tỉnh dậy chưa? Con ngủ thêm chút nữa. Vừa rồi con có nghe sếp Lulu nói gì với con không vậy? Hả? Nghe rồi. Trong những câu đó con nói cái gì mà má ruột với má nuôi gì đó? Sếp Lulu nói thật đó. Con tỉnh dậy đi, mau tỉnh. Má, má lớn như vậy rồi, má còn điên với ổng nữa. Má không phải điên với ổng đâu, đây là sự thật đó. Con có biết không, má không phải là má ruột của con. Nhắc đến chuyện này phải nói về chuyện của 30 năm về trước. Hồi đó, má là người của thôn Trường Thán. Đồng hương của má rất thích đi Sadakan làm công. Má cũng theo những người cùng quê đi tới đó. Cũng chính lúc đó, má đã gặp được ba của con, Chu Dĩ Kiệt. Điều càng không ngờ tới là lần hẹn hò đầu tiên của má với Chu Dĩ Kiệt cũng là lần gặp đầu tiên giữa con và má. Người ta hẹn hò thường đi dạo xem phim rất ngọt ngào tình tứ. Còn má với ba con hẹn hò là đút sữa và thay tã, bất cẩn là bị nước tiểu bắn tứ tung. Sau đó má đám cưới với Chu Dĩ Kiệt. Năm đó con đã được 1 tuổi. Má thật không ngờ một cô gái tuổi xuân phơi phới trong phút chốc đã trở thành mẹ và vợ của người ta. Ban đầu má tưởng anh Kiệt có vợ rồi mới có con. Nhưng sau đó anh mới cho má biết là không phải. Thì ra con là người của thôn Trường Thắng, một người đức cao trọng vọng đã giao con cho ảnh nuôi. Ảnh không hề biết ai là ba của con, ảnh cũng không hỏi. Ba con là người thật thà, chuyện ảnh đã hứa với người ta ảnh nhất định làm. Lúc bấy giờ ba má bàn với nhau quyết định coi con là con ruột của mình. Vậy là một nhà ba người dọn về ở thôn Trường Thắng. Vậy cha mẹ ruột của anh Dụng Cung thực ra là ai vậy? Ba của nó không biết cũng không có hỏi. Chúng tôi đã quyết định trọn đời trọn kiếp này là cha mẹ ruột của thằng Cung thì còn hỏi đi làm gì chứ. Nhưng có phải là người đức cao vọng trọng đó hay không chứ? Khi mẹ ruột của cậu nhờ tôi tìm con, tôi hoàn toàn không ngờ rằng người tìm được lại là cậu. Vì không có manh mối gì hết nên tôi đích thân phải qua Sandakan. Mẹ ruột của cậu nói là ở thôn mấy người có người chú ruột đang mở nhà hàng tàu ở Sandakan. Tôi có thể đến đó hỏi thăm. Không ngờ tôi điều tra được ông ngoại của cậu năm đó đã giao cậu cho một người cháu cùng thôn đã làm công ở nhà hàng đó. Và người cháu đó chính là Chu Dĩ Kiệt, cũng tức là ba của cậu. Quân đệ, không phải đang nói chơi chứ? Không phải nói chơi đâu. Vậy
Má... Má thật sự không phải là má của con. Ông cũng không phải là ba ruột của con. Nó không phải là em họ của con. Sếp Lulu, y mẹ ruột của tôi bây giờ hiện đang ở đâu? Tôi đã báo cho bà ấy tới đây rồi. Chú Huệ Nguyên. Jennifer. Con trai. Con trai, cuối cùng má tìm được con rồi. Má Bình. Con ơi. Những món mà cô chọn bây giờ dọn lên được chưa? Được rồi, cảm ơn. Chị Bình à. Hả? Lát nữa chúng ta uống trà xong rồi dẫn thằng cô đi mua quần áo dậy dớ nha. À, được. Vậy con ra ngoài lấy điểm tâm trước ha. Ở đây là nhà hàng cao cấp, họ sẽ đem vô, không cần đi lấy đâu con à. Không phải đâu, con mới thấy bên ngoài có mấy cái nồi bốc hơi nóng hổi. Con muốn đi tự chọn ha. Đứa con này là vậy đó. Kệ nó đi chị. Chị Bình à, lần này cũng nhờ có sếp Lulu. Nếu không nhờ ông ấy á, thì suốt đời này em cũng không tìm được con mình. Còn nữa, chị Bình à, trong nhiều năm qua, nhờ có chị nuôi lớn con giùm cho em, em không biết nên trả ơn chị như thế nào đâu. Cô đừng có nói vậy. Thật ra thằng con này rất hiểu chuyện, chuyện gì cũng biết tự lo cho mình, rất ít khi để tôi lo lắng. Sau này chuyện kinh doanh của em và Pipi sẽ giao hết cho thằng Cung. Em nhất định sẽ bảo nó chăm sóc cho chị thật tốt. Quyển tạp chí này á có đăng bài phỏng vấn của em và Pipi đây nè. Cuộc phỏng vấn này á được làm từ tháng trước. Còn những tấm hình này được chụp ở biệt thự Miami của Pipi. Ở Vịnh Mexico cũng có rất nhiều mối làm ăn. Anh nói á là tiện cho ảnh trông coi mấy giếng dầu. Em bảo Pipi á sau này á mở thêm mấy sòng bài ở Las Vegas nữa. Vậy là chồng tương lai của cô đúng là người biết tận hưởng cuộc sống. Cũng đành chịu thôi. Anh thích trẻ con nhưng lại sinh không được, cho nên á chỉ biết cố gắng làm cho mình vui hơn. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Nếu như thằng Cung á chịu gọi ảnh một tiếng ba, chắc chắn anh sẽ rất vui, sẽ xem thằng Cung như là con ruột của mình. Nếu chị không phản đối, em muốn đưa thằng Cung về Mỹ. Thưa ông, đã nói là để tôi được làm rồi, mà. Để tôi tự làm. Tôi để tôi. À, không cần, không cần đâu, tôi tự làm được rồi. Nè, để tôi. Ăn đi, ăn đi. Dạ, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. À, ăn đi. Cung à, Jennifer nói là muốn đưa con qua Mỹ ở. Con có thích không? Để suy nghĩ lại đã ha, suy nghĩ lại đã. Chuyện này để mai mốt rồi đói ha. Ăn đi, ăn trước đi. Nhà hàng này cái gì cũng tốt hết. Điều tệ nhất là không có thịt bò viên măng cục gì hết. À, chị Bình à, chắc chắn là chị rất thích ăn thịt bò măng cục. Không phải tôi, là bác sĩ Sammy thích ăn thịt bò măng cục. Còn thiệt là không đứng sao đắn rồi hả? Coi đồ sao rồi? Để coi thêm một lát. Ờ, à, để coi. Coi nào. Cũng đẹp lắm. Hãy lấy ra 8-10 bộ cho cô ấy thử đi. À, phải rồi cô chú à. Hôm nay cô có thời gian đưa công nhân tới mua đồ hả? Cái gì mà công nhân? Là con trai của tôi đó. À, xin lỗi nha. Vậy cậu này chắc chắn là rất thích hoạt động ngoài trời. Nước da rám nắng rắn chắc. Khá lắm. Con à, lát nữa kêu Kim làm đầu lại cho con nha. Vậy thì con sẽ hoàn mỹ thôi. Sammy à, nghe tôi nói hết đã. Rất là quan trọng đó. Nếu có liên quan đến anh Cung thì tôi không muốn nói, cũng không muốn không nghe. Phải, tôi nhất định phải nói câu này. Tôi không muốn cô và thằng Cung chia tay như vậy đâu. Nói xong rồi có phải không, cái gì đi. Chưa có nói xong mà. Thật ra thằng Cung không có uống rượu qua, không có gọi gái, không có ôm người con gái khác. Không có gì hết trơn á. Tôi đã nói rõ ràng lắm rồi, chúng tôi đã chia tay nhau rồi. Nè, nghe tôi nói tiếp đi, nói tiếp. Tôi không muốn nghe đâu anh Phát à. Sammy, con cứ cho cậu Phát nói hết đi. Thật ra dì cũng muốn biết rõ chuyện này. Cậu nói đi. Sự thật là vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của thằng Cung, nó uống say mềm ở trong quán bar. Nó vừa lên tới đó là say tới bất tỉnh nhân sự luôn. Còn ngủ một tiếng đồng hồ trước cửa nhà người ta nữa. Chị Phụng thấy nó lần đầu tiên đến ủng hộ, rất là có thành ý, nên nói là làm sao cũng phải cho nó một bao lì xì. Thật ra thằng ngốc đó nó không có làm gì hết đó. Nó còn tưởng là mình đã làm nhiều lắm rồi. Con quen thằng Cung lâu như vậy cũng biết con gừng của nó mà. Nó thực sự trông còn hơn nước chân cất nữa đó. Mọi việc chỉ là hiểu lầm thôi. Cô cho nó thêm một cơ hội đi. Đúng rồi Sammy à, dì đã giải thích với con rồi. Bà nó mất sớm, nó thật sự không có hiểu biết về mặt này. Con hãy tin dì đi. Đúng rồi, cho thằng Cung thêm một cơ hội đi. Tôi biết mọi người ai cũng muốn giúp anh Cung,
muốn tôi và anh trở lại với nhau. Nhưng đây là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng đó. Tôi và anh không thể nào. Mọi người đừng có ép tôi nữa, có được không? Sammy, Sammy. Đúng là tội nghiệp thiệt. Sáng tối gặp nhau, rời khỏi chỗ đau thương này, có thể sẽ không đau khổ như vậy nữa. Tao nói thật đó, người mẹ ruột đó của nó vừa có tiền lại có bản lĩnh. Người cha trên danh nghĩa đó còn có gia tài kết xù. Mày không thấy thôi, hôm đó mặc đồ vét lên á, đổi đôi giày da, giống như người giàu có biết mấy. Ở lại thôn Trường Thắng thì có ít gì đâu, mang đôi dép kẹp, đi làm thợ điện nước, bay qua bên Mỹ, cho dù là con chồng trước, nhưng cũng được lái du thuyền. Giấy phép lái du thuyền dù gì cũng tốt hơn giấy phép sửa điện nước, mày nói có phải không? Được, quyết định vậy đi. Bác sĩ Sammy, Carmen. Sao trùng hợp vậy? Đúng rồi. Trùng hợp như vậy, hay là nói chuyện chút nói đi. Nói chuyện chút đi, hả? Ý của hai người muốn tạo cơ hội cho ảnh có đúng không? Đừng có ép buộc tôi nữa được không? Carmen, cô cũng là con gái mà, cô hiểu cảm nhận của tôi chứ. Cô cũng đâu muốn người ta ép buộc cô, có đúng không? Nguyên một con người đứng ở đó là cơ hội tốt. Anh nói vài lời đi có được không? Đấy rồi, nói đi. Được rồi, tôi biết hai người muốn giúp tôi. Nếu như không muốn nghe thì đừng có ép cổ nữa. Vậy thì anh phải cố gắng lên, cổ sẽ nghe thôi. Sau này anh qua Mỹ rồi á, mỗi người một phương, muốn bù đắp cũng không bù đắp được. Cái gì mà mỗi người một phương chứ? Thì anh với má anh đi qua Mỹ mà. Phải, anh muốn theo bà ấy qua Mỹ đi một vòng. Anh muốn cho bà ấy được thỏa tâm nguyện, dù gì cũng là mẹ ruột của anh. Nhưng mà đâu có nói là không về. Bộ tưởng anh bỏ lại má mình được sao? Bộ tưởng anh đành lòng không gặp lại Dư sao? Mặc dù bây giờ tao mới biết mày không phải là em họ của tao, nhưng mà tưởng tao đành lòng không gặp lại mày sao? Tha cho anh đó. Tha cho tao? Đói bụng rồi, đi nhà ăn cơm thôi. Bà nấu cơm rồi đó. Đi thôi. Có tôi dọn đi thôi. Trong tủ lạnh không có cái gì hết, cũng không có đồ ăn. Vậy mình ít khi nào đình công lắm. Đúng rồi, đã 6 giờ mấy rồi, cũng không thấy gì đâu hết á. Coi cho Khổ Vinh. Alo, Khổ Vinh hả? Có thấy má mình đâu không? Vì mình đang đánh bại tìm tập quá của anh Phát đó. Nhà trên đánh một con nhất đồng, vì bắt được, vì đánh con nhị dạng như nhà dưới lên. Nhà dưới lại đánh con cũ đồng ra, vì mình gom hết, vì mình ô toàn màu nữa rồi. Thế nào? Tìm tập quá phát ký. Trộn thành một màu đôi ù đôi. Ê, trả trời tiền. Ơi, chị Bình à, thua sạch hết rồi. Đậu hàng có được hay không? Anh nói đi. Má Bình, má đi tuần sau. Má còn đánh bài nữa, 6 giờ rưỡi rồi. Vừa đúng, về coi tin tức đi. Gì à, tối nay chị không có nấu cơm sao? Con đừng có cẳng tay cẳng chân. Má không đánh đủ 24 vòng thì không rời khỏi cái bàn này. Không phải chứ, bình thường gì đánh đến 5 giờ rưỡi thì không xào bài nữa mà đổi thành do gạo mà. Đúng rồi, đánh được 12 vòng rồi bụng con đánh trống rồi nè. Tôi nấu đã mấy chục năm rồi, nấu bớt một bữa có được không? Tự đi tìm thú vui không được sao? Nuôi đến lớn già đầu như vậy cũng không biết tự nấu cơm. Không biết nấu thì thuê người giúp việc đi. Sao ngừng lại hết vậy? Là trạm trưởng rồi sao? Được. Má anh hình như là biến thành người khác vậy. Gì đánh hết buổi chiều rồi, không cho người ta về nữa. Còn luôn miệng chửi người ta. Tôi nghi ngờ gì ấy bị con ma mặt trượt nhập vô rồi đó. Má Bình à, má làm cái gì vậy? Cung, Cung à, vừa rồi má tới công Bình tìm không thấy con. Cung à, má gọi cho Pipi rồi. Anh biết con sắp qua đó, anh rất vui đó. Nè, má đã làm xong thủ tục di dân cho con rồi. Tuần sau thì đi gặp lãnh sự, sau đó chúng ta cùng nhau bay qua Mỹ. Hả? Con chưa có ăn cơm, con không có sức bay. Đúng rồi đó, mau đi về thu dọn hành lý đi về Mỹ với má con đi. Tương trứng cá muối trộn cơm cũng có để ăn đó. Con à, con thích ăn tương trứng cá muối à? Má đưa con tới Củ Long ăn nha, đi. Không phải. Ai, tôi thoát thân rồi, cả người nhẹ nhõm. Cho mọi người biết, sau này tôi không nấu cơm nữa đâu. Một hai người tự lo lấy. Tôi đi về ngủ đi. Cung à, Cung à. Cung. Thiên Hữu, các bạn. Trời, bà làm cái gì vậy? Thu dọn hành lý cho con để con đem đi Mỹ đó mà. Cô nói là thu dọn hồi nào? Trời, hôm nay không phải con đi ăn cơm trộn tương trứng cá muối sao? Con đâu có nói đi đâu. Con thích ăn đồ ăn cách đêm trong tủ lạnh, cơm nguội chiên có được không?
Tên đó là không dọn đồ mà. Làm gì chứ? Con coi chỗ này của má là chỗ nào? Ở bên Mỹ có nhiều chỗ rộng rãi cho con đẩy đồ. Con mau đem mấy thứ này đi hết đi. Đi đi, đem hết đi. Con thích để đồ đạc ở chỗ này có được không? Bên Mỹ có nhà lớn, phòng lớn, mặc sức cho con quăng bừa bãi cũng được. Ở đây mắc không có chỗ để cho con để đâu. Một người ở nguyên căn phòng mà không có chỗ để sao? Không thể nói như vậy. Nếu sau khi con đi rồi, má sẽ sửa căn phòng này thành phòng mạt chược. Kêu bạn chơi bài gì chơi bài với má. Thổi máy lạnh sướng hơn ở tiệm tạp hóa đó nhiều. Còn nữa, sau khi người ta đi, mình không cần phải giặt đồ, nấu cơm, lau chùi quét dọn. Không biết sẽ sung sướng biết mấy à. Má hãy nói một câu thật lòng đi. Má rất muốn con đi có phải không? Con vàng chết tiệt, đi đâu mất tiêu rồi? Mày có ăn không? Trứng nhân tôm, thịt chua ngọt, thịt chua ngọt, còn nóng hổi. Cảm động quá trời đi. Còn lo là dì Bình không làm cơm cho mình nữa thì đã không phải, chỉ nói. Sáng nào cũng nhờ dì sửa soạn quần áo cho tôi, làm điểm tâm sáng và nấu cơm cho tôi ăn nữa. Thật không biết làm sao cảm ơn dì đó, dì Bình. Hả? Cậu Phát. Dì Bình, dì nhanh chân thiệt đó. Tất nhiên rồi, công việc của mỗi ngày đều như vậy mà, có gì đâu. Trời còn chưa sáng, sao dì lên đây sớm vậy? Tôi không ngủ được. Có phải dì thành công không? Thật ra tôi cảm thấy thằng cung trên ông nổi như ngày hôm nay á, trách nhiệm của tôi rất là lớn. Có một bí mật tôi giấu ở trong lòng mười mấy năm rồi. Nếu hôm nay mà tôi không nói ra thì thật là có lỗi với thằng cung đó. Thật ra 10 năm trước tôi và thằng cung không có đi bấm chuông đâu, chỉ là uống bia thôi. Thằng cung đâu có đụng đến con gái, nó sai tôi không có biết cái gì hết. Tôi nghĩ là ăn được á thì không có nên bỏ uổng. Người bấm chuông là tôi, thằng cung chỉ là người gánh thế cho tôi thôi. Bây giờ nhắc lại cũng vô ích. Đừng nói nữa. Tôi đi xuống dưới đây. Ăn được, không bỏ uống. Chơi gái nè, uống bia nè, lấy lì xì nữa. Không có liên quan tới anh, không có liên quan tới anh. Anh không có lấy lì xì. Anh thấy cái lỗi gì tôi hay không hả? Cháu tôi đứng lắm. Muốn cho tôi bỏ hai nhầm đầu đúng hơn cho anh. Tôi chết tiệt, không có lương tâm. Đánh chết hết. Tôi ở đây mà còn con ra gì mà dám mặt anh cả lòng anh hơn. Trời ơi, chết đi, chết đi, chết đi. Chị Phát trở về rồi. Chị Phát về rồi. Chú Dũng Phát, anh nói đi. Trước 10 giờ rưỡi tắm cho con vàng, sấy khô lông, dẫn con vàng tới tiệm tạp hóa Phát Ký. Vàng à, tới đây. Má Bình kêu tao làm đẹp cho mày đó. Mày đoán coi hôm nay có chuyện gì quan trọng không đi hả? À dạ. Cà phê, trà sữa, nhiều nước tương, mì trứng của đi nè. Như cũ, ghi sổ ha. Quy định mới của Phát Ký, sau này không được ghi sổ nữa. Tôi gọi tất cả những người khác đến trả nợ rồi. Vậy mấy người ở đây sẵn tiện luôn đi. Thôi khỏi đi mà. Khỏi cái gì mà khỏi chứ. Chú Bảo Vinh, mỗi người 50. Nè cô đưa tiền luôn đi. Vậy làm sao chứ? Chuyện gì vậy chứ? Người ta mở tiệm buôn bán, trả tiền là tất nhiên thôi rồi. Tôi ủng hộ cô Phát. Cho nên tôi nói dì Bình là người hiểu lý lẽ nhất. Cảm ơn. Được chưa vậy? Trả tiền tiếp tục. Wow, 64 đồng. Cảm ơn. Cô Phát à, cô trở về thật là đúng lúc nha. Nếu cô còn chưa trở về, có lẽ Phát Ký sẽ dẹp tiệm rồi. Hay đúng rồi. Không có còn đèn sáng của em Liên soi sáng ở đây, đúng là rất là đen tối. Chị Phát. Cô Phát. Ôi trời ơi, bác sĩ Sammy. Gặp lại cô quá vui đi. Sao tôi biết là chị mới về. Đúng rồi, thế nào như cũ à? Phải, như thường lệ thôi. Được rồi, hai thùng mì ăn liền, trứng cá, mì ý lạnh, pizza, mỗi thứ một hộp. Hai hộp thức uống, ba bịch giấy vệ sinh, 20 hộp khăn giấy. Có chị Phát ở đây ủng hộ cũng thoải mái hơn. Được rồi. Bà xã em giỏi quá trời. Chị tình anh. Vâng à, qua đi. Đi nè. Chào. Giang, chá, mập lên và đẹp hơn đó nha. À, cung.
Sao rồi má? Má kêu con tắm cho con Vàng sớm như vậy có chuyện gì không? Hôm nay là ngày trọng đại của con Vàng, chuyện quan trọng. Đi trọng đại gì vậy? À, chị Bình. À, anh Hà, nè, nghỉ giải lao 5 phút. Được. À, anh đến thật đúng lúc. Chúng tôi vừa tắm cho con Vàng xong. À, tới đây. À, đúng rồi. À, đây, anh dẫn về đi. À, cảm ơn chị. Đi, Bình. Má, có cái gì mà dẫn nó về chứ? Hả? Ông là ai vậy? Đây là anh Hà. Anh mới là chủ của con Vàng. Mẹ của con Vàng năm đó là ở chỗ của anh Hà, mang thai 4 con. Con Vàng là một trong số đó. Bây giờ người ta cực khổ tìm lại được. Đưa con Vàng về thì hay biết mấy. Cả nhà sum họp, hoàn chỉnh đầy đủ thì có gì mà không tốt. Cái gì mà hoàn chỉnh đầy đủ? Khi các cần không cần tới con Vàng, sao con nói là hoàn chỉnh đầy đủ đi? À, tôi hiểu. Vì sức khỏe của ba tôi gần đây không được tốt, thầy bói nói phải tìm 4 con chó đầy đủ về thì mới giúp ông sống được thêm 5-7 năm nữa. Mấy con kia tôi tìm đủ rồi, chỉ còn thiếu con Vàng thôi. Anh coi như làm việc tốt đi, tôi trả tiền mua lại. Tôi đồng ý bán cho anh, đưa đây. Buông ra, buông ra. Con làm cái gì vậy? Người ta cực khổ lắm mới tìm được con Vàng, con cứ để cho nó về hưởng thụ đi. Sao lại đi cản trở người ta? Con phải giúp người ta thỏa nguyện chứ. Tránh ra đi. Cái gì mà giúp thỏa nguyện? Năm đó khi các người bỏ con Vàng ở ngoài đường, sao con nói là muốn đem về đi? Bây giờ lại quay về nói là muốn dẫn về. Bọn lớn lắm sao? Má, cho dù con Vàng không phải là của chúng ta, nhưng mà nuôi nó đã nhiều năm cũng phải có tình cảm chứ. Tình cảm cái gì chứ? Không tiểu bên kia thì ỷ bên này. Ngày nào cũng bắt ta phục dịch cho nó. Lúc nhỏ ta nuôi nó thì sợ nó không lớn nổi, lớn rồi lại sợ nó học hư. Đến giờ thì về há miệng chờ cơm ăn. Người cầu tiến thì phải đi kiếm tiền về nuôi người mẹ già này mới phải chứ. Nó có nói là không kiếm tiền sao? Má phải cho nó thời gian mới được. Nhiều đó thời gian còn chưa đủ sao? Chủ của người ta đã đến nhận nó rồi, con cứ cho nó về nó hưởng thụ đi. Cái đống sình này ta đổ đi được là ta đã lại trời Phật rồi. Ta mừng biết là bao nhiêu. Con có đưa đây không hả? Không phải má không niệm một chút tình cảm nào đúng không? Ta không biết đến tình cảm, ta chỉ biết có tiền. Đưa đây. À, 30 ngàn này chị Bình ơi. Không cần đếm đâu, đưa nó về đi.